không sản xuất mà dựa vào kiều hối và nhập khẩu, một quốc gia Nam Á sắp trở thành Sri Lanka thứ hai. Nepal tuy không có mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Nga hay Ukraine, nhưng xung đột giữa hai quốc gia đã tàn phá nền kinh tế vốn đã yếu ớt của nước này. Nền kinh tế Nepal đã suy yếu do đại dịch gây thiệt hại đến ngành du lịch, lượng kiều hối giảm, thâm hụt thương mại ngày càng lớn và dự trữ ngoại hối cạn kiệt. Nay giá nhiên liệu và lương thực tăng vọt do xung đột đang giáng thêm đòn mạnh vào kinh tế nước này, khiến cuộc sống của nhiều người dân Nepal rơi vào cảnh khó khăn nghiêm trọng. Lạm phát đo bằng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm đã tăng lên 7,1% trong giữa tháng 3, mức cao nhất trong 5 năm và cao hơn so với mức trung bình 5,18% trong 3 năm qua. Thâm hụt thương mại tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,16 nghìn tỷ rupee Nepal, 9,5 tỷ USD hay 8,8 tỷ euro trong 8 tháng đầu năm tài chính do chi phí nhập khẩu tăng. Trong khi đó, dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương cho thấy lượng kiều hối từ nước ngoài, vốn chiếm khoảng 1/4 GDP của Nepal, giảm 5,8% xuống 4,53 tỷ USD từ giữa tháng 7 năm 2021 đến giữa tháng 2 năm 2022. Nepal là nền kinh tế phụ thuộc vào kiều hối nhiều thứ năm trên thế giới. Ước tính có khoảng 3 đến 4 triệu người di cư Nepal làm việc trên toàn cầu.